Tôi là An, hiện tôi đang là sinh viên năm 3 đại học. Những ngày này tôi được nghỉ hè và tranh thủ giúp mẹ đi bán rau. Có nhiều bạn cười tôi, nhưng tôi chẳng thấy ngại chút nào. Tôi xa nhà nhiều, nên khi về quê, giúp được mẹ việc gì tôi làm hết. Tôi xin lỗi cô. Anh bị điếc à? Tôi đã hét lên như thế rồi mà. Tôi xin lỗi cô. Mặc dù là tôi cố tình đấy, nhưng mà tôi không hề có ý đồ xấu đâu. Chẳng qua là tôi mới từ xa về đây, bị lạc đường nên là muốn hỏi đường cô một chút thôi. Chồng anh cũng thật thà đấy. Thế anh định về đâu? Nói địa chỉ để tôi chỉ cho. Chết thật đấy. Về quê thì ô tô trở về tận nhà. Đi chơi thì chú dẫn đi. Mình đâu có để ý địa chỉ nhà đâu. Làm sao bây giờ? Ôi dồi, anh nghĩ lâu như thế thì có mà hết chợ à? Chợ ở quê chỉ hỏi một tí, chứ có như chợ thành phố đâu. Hay là thôi anh chờ người sau hỏi nhá. Tôi phải đi trước đây. Khoan đã. Nhắc mình nhớ, tôi làm dập hết rau của cô rồi. Hay là cô chờ người nhà của tôi tới, rồi tôi sẽ đền tiền rau cho cô, được không ạ? Thôi, không cần đâu. Anh cũng không cố ý. Tôi ra chợ bán được ít nào hay ít đấy. Thôi, tôi phải đi trước đây, chào anh nhá. Để tôi giúp cô. Cô đi thong thả nhá. Con gái ở quê bây giờ xinh đáo đẻ nhỉ. Từ nay mình phải thường xuyên về quê mới được. Cái thằng này, mày đi đâu mà chú tìm mày mãi không thấy thế? Cháu về cả chắp điên hết cả người đây này. Chú ơi, cháu bảo chú cái này nhá. Cháu mà kể chuyện mà chú ham chơi xong lại để cháu đi lạc ấy, bố cháu mà biết được chắc bố cháu sẽ cắt một tháng tiền tiêu vặt của chú ấy nhở. Ôi chú nhà, chú nhà người ta bảo ấy, nước trong ấy thì không có cá, mà người khôn quá thì chả ai chơi. Mày cẩn thận, sau này mày chơi một mình đấy cháu. Là sao, muốn gì thì nói mau đi. Chú của cháu đúng là hiểu cháu mà. Chú ơi, cháu đang muốn tìm một là cô gái trẻ, cao 1m6, mắt to, da trắng, đi xe đạp bán rau. Chú biết con nhà ai ở đâu? Ồ, thân thật đấy. Mới đi lạc có một tí mà cái khôn của mày mất hết rồi hả cháu? Chứ người bình thường ấy, người ta ít hỏi thế lắm. Chú bảo, hỏi như mày ấy, thì đến bố chú cũng chẳng trả lời được nhá. Thôi đi về. Người ta nói rồi, ở đời phải biết mình là ai. Mình mới học hết lớp 9 mà đi làm bảo vệ thì đúng rồi. Chẳng dám mơ mấy cái chỗ không thuộc về mình. Này cái cô kia, còn trố mắt đứng đấy nhìn à? Có câu ăn có mời, làm có khiến. Tôi đang chờ xem cô có cần giúp không thì tôi mới tới chứ. Chứ không đụng vào cô lại bảo thấy sang bắt quàng thì tôi không dám. Giúp thì giúp đi, nói nhiều là cái gì thế? Cái cô này, tôi chưa từng thấy ai như cô đấy. Nhờ thì nhờ cho hẳn hoi. Nhưng mà may là cô gặp tôi đấy, chứ phải người khác thì họ không có giúp đâu. Tôi giúp cô không cảm ơn thì thôi, lại còn lườm cái gì? Đúng thật là... Thật là cái gì? Chẳng phải là cô quá xui xẻo nên cô đã lan tỏa cái sự xui xẻo đấy cho tôi hay sao? Tôi không bắt đền cô là may lắm rồi đấy. Tốt nhất từ lần sau ấy, gặp tôi thì tránh xa tôi ra, nghe chưa? Xịp tốt bạn ơi. Cái con điên này, mày đúng là cái đồ xui xẻo mà. Tao đã bảo với mày là đừng để tao gặp lại chứ cơ mà, sao mày cứ bám theo tao là thế nào? Thì chuyện tôi không để ý va phải cô là tôi sai, tôi xin lỗi. Còn chuyện tôi đi theo sau cô là chuyện bất đắc dĩ mà. Tôi làm ở đây, không đi tới đây thì sao? Hai cô đứng lại hết cho tôi. Giờ hai cô cho tôi biết tên và gặp bộ phận nào
đã hẹn trước chưa? Tôi là ai á? Tôi mà nói ra ấy, có khi anh hết đặt cầm luôn đấy. Còn cơm mong cho tôi vào đi. Lại còn đứng đấy hạnh quệ nữa. Đúng là cái đường nhà quê. Ok cô này, trách nhiệm của bảo vệ là phải hỏi để xác nhận. Tôi nói gì sai mà cô nói tôi thế? Alo, anh Ngân ạ? Em là Huyền đấy ạ. Anh ơi, hôm nay em đi làm sớm thì có cái anh bảo vệ đứng ở cửa không cho em vào anh ạ. Bây giờ em phải làm sao ạ? Em mỏi chân lắm rồi ạ. Đưa anh nói chuyện với bảo vệ. Dạ vâng ạ. Này, sếp tôi cũng là bạn của tôi, anh Ngân giám đốc đấy. Lựa lời mà nói nhá. Alo. Cô Linh giờ là thư ký riêng của tôi. Sau này cậu đừng làm khó cô ấy nữa. Để cô ấy vào đi. Dạ vâng, em biết rồi. Anh ơi, hôm nay em có hẹn đến phòng nhân sự nhận việc ạ. Anh xem xét giúp em đấy ạ. Em cứ vào đi. Chứ đầu giờ ấy cũng có thông báo của các ban để cho nhân viên mới vào rồi. Tại con bé kia nó vênh quá nên anh chưa nói tí ấy mà. Sao thế ạ? Em mặc đồ không phù hợp với văn hóa của công ty hay sao ạ? Để mai em rút kinh nghiệm. À không, chỉ là tôi nhìn cô quen quen, như kiểu là gặp ở đâu đó rồi. Tôi có làm việc ở đây. Tôi làm việc ở phòng bảo mật. Cô làm việc ở đây ấy, có vấn đề gì thì cứ gọi vào số nội bộ 114 để gặp tôi nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Ê mà này, cô nhớ phải giữ bí mật cho tôi nhé. Không xếp mà biết được phòng bảo mật để lộ thông tin này nó giải trình phức tạp lắm. Tôi biết rồi. Mời cô vào trong. Sếp em nói nếu anh đồng ý với mức lương, chế độ đãi ngộ và thời gian làm việc của công ty thì thứ hai tuần sau đến nhận việc ạ. Cảm ơn cô thật là dễ mến. Thứ hai tuần sau tôi sẽ tới. Thế anh chuẩn bị cho em một bộ hồ sơ và 4 ảnh 3x4, ăn mặc lịch sự giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mới có một thời gian ngắn mà em bắt nhịp công việc tốt đấy. Cố gắng lên nhá. Anh trông chờ về hiệu quả công việc của em trong thời gian sắp tới đấy. Dạ vâng, em cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng ạ. Cô vào đây làm gì? Thì tôi đi gửi báo cáo chứ còn làm gì. Đưa đây. Sao tôi lại phải đưa cho cô? Vì sao á? Vì tôi là thư ký riêng của giám đốc. Đã có thư ký riêng rồi mà cô còn bắt vào đây thì thuê cho tốn tiền à? Thế mà cũng đòi làm nhân sự. Ô. Ô. Tao biết ngay là mày làm ăn kiểu bố lão mà. Làm lại đi. Vì sao? Tôi đã sửa đến lần thứ 5 theo ý sếp rồi cơ mà. Lần này còn sửa cái gì nữa? Mày về căn lề theo chuẩn quốc tế. Văn bản công ty trước giờ đều dùng lề như thế này, có ai nói gì đâu. Cô cứ để tôi vào gặp sếp. Này, mày đang muốn đối đầu với tao đấy à? Hả? Này, tôi bảo cô nhá, con run xéo lắm cũng quằn. Cô đừng có cậy, cô là người quen của sếp, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi chịu hết nổi rồi đấy. Mày. Hai cô bỏ nhau ra. Anh ơi, em muốn làm gì đâu ạ? Cô ta nói nộp báo cáo cho anh. Em bảo là anh ra ngoài rồi mà cô ấy không tin. Cô ấy bảo em là em quen với anh nên làm càn. Em có ăn gan hùm bất cấu thì em cũng không dám. Đấy, em ngăn cô ta lại mà cô ta còn đánh em đây này. Thảo ơi là đạo. Cô An, tôi cảnh cáo cô, lần sau ấy
cô mà có lộng hành ở công ty này nữa thì tôi sẽ thuyên chuyển cô, không cho cô làm nhân sự nữa đâu. Sếp nghe em giải thích đã. Em không có làm như thế. Cô ta hoàn toàn bịa ra để vu khống cho em. Sếp tin em đi ạ. Không nói nhiều nữa. Cô về làm lại báo cáo cho tôi. Còn cô Huyền, đi vào trong. Uống nước đi. Cảm ơn anh vì lần nào gặp chuyện ấm ức cũng tìm anh nói chuyện. Anh không phiền chứ? Tôi không sao. Nếu như không nói chuyện với cô ấy thì suốt ngày tôi chỉ là bạn với bốn bức tường thôi. Tôi sắp quên cả cách nói chuyện rồi đây này. Tình hình này, cô ta sẽ chiếm được tình cảm của anh Ngân mất. Mình sẽ không để yên đâu. Cô có gì thì nói mau đi, để tôi báo lên sếp. Cái này là bảo mật, làm sao tôi đưa cho cô được? Cô không ngu hay giả bộ ngu đấy? Tôi làm thư ký để làm việc này đấy. Có gì thì nói mau đi. Tôi làm xong bảng lương rồi, giờ lên trình báo cho sếp để sếp ký duyệt. Có cái bảng lương thôi mà cũng làm thế ghê. Đưa đây. Mình kiểm tra hết rồi, không có một sơ hở nào. Như vậy thì sớm muộn cô ta sẽ trèo lên đầu lên cổ mình ngồi mất. Và làm sao bây giờ? Anh ạ, bây giờ thì em đã hiểu tại sao cô ăn được báo cáo cho anh. Lúc nào cũng nhân cơ hội em không có ở đây và nói trực tiếp gặp anh. Tại vì sao? Tại vì anh quá tin tưởng cô ta nên anh đã không kiểm tra kỹ. Và cô ta sẽ nhân cơ hội này để ký không giấy tờ đấy sếp. Cô An, cô giải thích đi. Dạ, thưa sếp, em không hề có ý định như thế. Là do có người bày ra để hại em. Mong sếp điều tra, minh oan cho em với ạ. Người ta có câu, đừng nghe cái đĩ kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày. Có tên trộm nào mà đi nói mình lán trộm không? Cô đừng có nói láo. Cô thấy tôi làm tốt nên chướng mắt, muốn tìm cớ đuổi tôi đi chứ gì. Tôi không đủ tài để sửa nước của cô từ 5 triệu thành 15 triệu đâu. Tôi không nghĩ cô lại làm như vậy đấy.
Cô An, tôi đã từng cảnh cáo cô đừng bao giờ mắc sai phạm trước mặt tôi, thế mà hôm nay cô lại phạm tội tày trời thế này. Nể tình ấy, cô từng tận tâm chăm chỉ làm việc cho công ty, tôi sẽ điều cô xuống phòng tạp vụ. Sao cơ ạ? Em bị chuyển xuống phòng tạp vụ à? Em mong sếp xem xét lại, em vô tội ạ. Nếu như không muốn ý, cô có thể nghỉ ngay từ ngày mai. Còn bây giờ ấy, thì ra ngoài cho tôi. Dạ không ạ. Em chào sếp. Mới đi làm đã gặp cái thứ quái thai gì đâu, không biết bao giờ mới thoát được nợ đây. Làm sao đấy? Sướng quá hóa dầu à? Tôi nói cho cô biết này, cười ít thôi, kẻo cười người hôm trước, hôm sau người cười cho thì lại nhục lắm, không có lỗ mà chui đâu, nhớ chưa? Tôi nhớ, nhớ tới già luôn đấy. Cô phải như vậy thì tôi mới cười được, chứ cô mà suôn sẻ quá, tôi sợ lại không chịu được mất. Này, lần sau cô mà còn dám đụng đến tôi thì liệu hồn, không còn cười được nữa đâu. Chào không thân. Cô cầm đồ ở đâu vậy? Chuyển việc cho tôi không biết gì. Anh cứ làm như anh là chủ tịch ý mà tôi phải báo cáo. Giám đốc chuyển tôi đến phòng tạp vụ rồi. Cái gì cơ? Chuyển tới phòng tạp vụ á? Nhưng mà cô đang làm việc rất tốt mà. Những báo cáo mà cô gửi cho tôi ấy, tôi chưa thấy sai chỗ nào cả. Thế rốt cuộc anh là ai mà lại được xem báo cáo của tôi? Hay là anh xem trộm đúng không? Tôi báo cáo với giám đốc đây. Thở rồi. Xem như là ý trời vậy. Cảm ơn luôn cho rồi. Anh lẩm nhẩm cái gì đấy? Cảm mau á? Bây giờ ấy, cô lên phòng nhân sự với tôi một chút. Đi. Bỏ tay tôi ra. Mọi người nhìn thấy bây giờ. Tôi đã gặp đủ chuyện rồi. Tôi không muốn gặp thêm rắc rối nữa đâu. Chẳng lẽ cô quên tôi là cậu thanh niên 3 năm trước làm cùng ngã xe khi cô đi bán rau à? Cô nhanh quên như vậy sao? Thế đúng là anh thật à? Tôi lại cứ sợ nhận nhầm thì xấu hổ lắm. Nên là thôi, cứ im cho xong. Vậy thì đi thôi. Thoải mái quá nhở? Hai người đến đây làm gì? Sếp đi vắng rồi. Ở đây tôi không cho phép thì không ai được bén mảng đến. Lần sau mà còn như thế là tôi bảo sếp đuổi việc luôn đấy. Alo, chú Đức à? Chú bảo với cậu Ân đấy là ở đâu, về ngay phòng nhân sự gặp cháu ngay lập tức. Thật chú nữa, chú lên đây đi, cháu có chút việc nhờ chú đấy. Không phải do ạ, tôi đứt dây thật kinh sợ rồi. Anh về đây rồi. Anh về mà xem cô An đây này. Cô ấy không cam phận bị chuyển công việc, bây giờ lại còn dẫn thêm cái người này đến nữa. Tính đánh nhau chứ gì? Rồi ơi là rồi. Giờ này là lúc nào rồi? Bỏ cái tay ra. Dạ, chủ tịch có em về gấp cái việc gì không ạ? Cái gì cô? Anh bảo đây là chủ tịch của công ty mình á? Sao có thể như thế được? Chủ tịch gì mà lại đi quen con bé trông phèn như thế này? Có mà bị điên bị mù thì có. Cô dám bảo chủ tịch bị điên bị mù á? Có mà cô bị điên bị mù đấy. Cô không có mắt nhìn à? Tôi không hiểu nổi tại sao ấy tôi lại tuyển cô vào làm nữa. Dạ thưa chủ tịch, để nhân viên có thái độ, lời nói và hành vi không đúng với chuẩn mực của văn hóa công ty, đó là lỗi của em.
em xin nhận lỗi ạ. Dạ, mời chủ tịch ngồi. Thôi khỏi, cậu cũng nhận ra rồi đấy. Tôi nói cho cậu biết này, tai mắt của tôi ở khắp nơi trong công ty này. Cậu và cô Huyền làm gì tôi đều biết cả. Chẳng qua là tôi mắt nhắm mắt mở, chuyện gì bỏ qua được thì tôi sẽ bỏ qua. Sẵn tiện ấy, cũng để xem hai người lộng hành được đến bao giờ. Nhưng lần này tôi muốn khoan hồng ấy, xem ra cũng không được rồi. Ờ, chủ tịch ơi, em biết sai rồi ạ. Mong anh bỏ qua cho em. Em hứa từ nay về sau, em sẽ không bao giờ làm phiền cô An nữa đâu ạ. Em sẽ chăm chỉ làm việc ạ. Ngày hôm nay, cô có thể đuổi An được. Ngày hôm sau cô thành tinh, chắc cô sẽ đuổi cả tôi đấy. Tôi không thể bọc mắt phía sau, để lúc nào cũng theo sát, trông coi cô được. Tốt nhất là cô rời khỏi công ty đi. Tiền lương thời gian vừa qua cô làm việc ấy, công ty vẫn sẽ thanh toán qua số tài khoản. Chú Đức này, chú đưa cô gái này ra khỏi công ty cho cháu. Còn nữa, chiều nay cháu sẽ mời cả phòng nhân sự đi ăn. Chú cũng nhớ sắp xếp nhá. Tốt quá, đêm nào chú cũng mơ như thế này. Mời cô Huyền đi lối này. Cô Ân, cậu bổ nhiệm lại cô Ân vào phòng nhân sự của tôi. Lần sau ấy, đừng bao giờ mắc phải sai lầm như vậy nữa. Nếu không người ra đi tiếp theo sẽ là cậu đấy. Dạ, em thề, em hứa, em đảm bảo từ nay về sau ấy sẽ không có những chuyện như vậy xảy ra nữa đâu ạ. Được rồi, ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Anh này, từ nay về sau ấy em cứ an tâm làm việc nhá. Có vấn đề gì anh sẽ bảo vệ cho em. Vâng ạ.